tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xóm Bắc Sơn, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Vào thời gian trên, xe ô tô còn mang biển số 37A26320, chưa rõ tài xế, chạy hướng Vinh Diễn Châu, khi đến xóm Bắc Sơn đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bẹp rúm đầu, tài xế tử vong tại chỗ, một người ngồi trên xe này bị thương nặng. Cùng lúc đó, chiếc xe khách của nhà xe Tuấn Thành do bất ngờ, không xử lý kịp đã tông vào phía sau xe đầu kéo. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc bị ách tắc cục bộ kéo dài cả km. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Diễn Châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông đảm bảo an toàn trên quốc lộ 1A. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ngày 22 tháng 2, tại phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi nêu ý kiến thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đề cập đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam lộ-La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 2 khiến 3 người tử vong. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chính phủ nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cao tốc, trong đó cần xác định thế nào là cao tốc. Nhiều người dân xung quanh nói tuyến Cam lộ-La Sơn không phải cao tốc, còn bé hơn cả đường tránh. Vì vậy, cần xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên gọi xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Trong báo cáo dân nguyện gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, ông Dương Thanh Bình, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết, làm chết và bị thương nhiều người. Thảo luận thêm về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận định tai nạn giao thông tuy giảm các chỉ tiêu nhưng tai nạn thảm khốc trong dịp Tết vừa qua lại tăng. Ông Vũ Hồng Thanh cho rằng phải nghiên cứu tìm ra được nguyên nhân của tai nạn giao thông ở trên cao tốc. Nêu lại vụ tai nạn trên cao tốc Cam lộ-La Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết trên các diễn đàn mạng xã hội có nhiều ý kiến phản ánh về quy chuẩn, tiêu chuẩn về đường cao tốc có vấn đề. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có biện pháp để xử lý ngay vấn đề này. Ông Vũ Hồng Thanh cũng chia sẻ băn khoăn khi cao tốc hai làn xe nhưng lại không có giải phân cách cứng, có những đoạn không có làn khẩn cấp. Cao tốc Cam lộ-La Sơn dài 98,3 km, nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây là một trong năm tuyến cao tốc trên cả nước hiện có hai làn xe, mặt cắt ngang 12 mét, chỉ một số đoạn vượt rộng 23 mét, 4 làn xe. Tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để mở rộng lên 4 làn. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, chiếc ô tô 7 chỗ do tài xế Phan Đình Kiều, 55 tuổi, ngụ tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điều khiển. Khi vượt phải tại đoạn qua xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã va chạm với xe container đi cùng chiều, gây tai nạn liên hoàn. Xe ô tô 7 chỗ sau đó bị văng khỏi đường cao tốc, khiến 3 người trên xe này tử vong. Đoàn do Phó trưởng Ban An toàn Giao thông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa Trịnh Huy Triều làm trưởng đoàn. Tại gia đình nạn nhân thuộc xã Thọ Dân, Triệu Sơn, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ mất mát về sự ra đi đột ngột của 3 người trong gia đình. Phó trưởng Ban An toàn Giao thông Trịnh Huy Triều đề nghị các đơn vị, chính quyền địa phương, hàng xóm quan tâm, hỗ trợ sự mất mát quá lớn đối với gia đình. Đồng thời tuyên truyền người dân biết, nắm được các quy định về luật giao thông đường bộ. Chỉ cần một chút lơ là, vi phạm nhỏ nhưng hậu quả khó lường trước được. Được biết, gia đình anh Phan Đình Quý, 4 người, 2 vợ chồng và 2 con, di chuyển bằng xe ô tô vào phía Nam chơi từ ngày mùng 6 Tết, 15/2. Trên đường về qua tỉnh Kon Tum thì đón thêm người chú là Phan Đình Kiều. Như tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ, ngày 18 tháng 2 năm 2024, anh Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú tại xã Đắc BLA, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số 36A48567 lưu thông trên cao tốc Cam lộ-La Sơn, hướng Đà Nẵng-Quảng Trị. Trên xe ô tô còn có anh Phan Đình Quý, sinh năm 1978, vợ anh Quý là chị Lê Thị Hạnh, sinh năm 1983 và hai con là Phan Lê Khánh V, sinh năm 2009 và Phan Đình Quy, sinh năm 2015 quê tại Thọ Dân, Triệu Sơn, đăng ký thường trú phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. Khi đến km 48 + 200m của cao tốc Cam lộ-La Sơn, thuộc thôn Đồng Thái, xã Phong Mỹ,
huyện Phong Điền thì xe ô tô 7 chỗ đã vượt lên từ phía bên phải xe đầu kéo biển số 63C13659 kéo theo rơ móc biển số 63R00227 do anh Huỳnh Văn Dũng, sinh năm 1974, trú tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đang đi cùng chiều phía trước và va chạm với xe đầu kéo này dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Sau va chạm, xe ô tô 7 chỗ lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị Đà Nẵng rồi tiếp tục va chạm vào xe ô tô biển số 63H00568 do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang điều khiển, chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải, sinh năm 1980, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang đang đi trên phần đường ngược lại. Tiếp đó, xe ô tô biển số 63H00568 bị xe đầu kéo biển số 51D15090 kéo theo rơ móc biển số 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố 3, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị Đà Nẵng tông vào. Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị văng ra khỏi làn đường, lao xuống bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Hậu quả, chị Lê Thị Hạnh và các cháu Phan Đình Quy, Phan Lê Khánh V tử vong, 4 xe bị hư hỏng. Trong ngày 19 tháng 2, gia đình Quý và người thân đã đưa thi thể ba mẹ con chị Hạnh tới đài hóa thân Hoàn Vũ Phúc Lạc Viên ở thành phố Thanh Hóa. Một ngày sau vụ tai nạn liên hoàn khiến ba người tử vong trên cao tốc Cam Lộ, La Sơn, mạng xã hội vẫn bàn luận sôi nổi về nguyên nhân dẫn tới bi kịch. Đa số đều cho rằng tài xế ô tô 7 chỗ chịu trách nhiệm chính vì đã cố vượt xe container khi không đảm bảo an toàn. Người này sau đó cũng đã bị khởi tố hình sự để điều tra. Tuy nhiên, bên cạnh phê phán tài xế, nhiều người cũng đặt câu hỏi về thiết kế mặt đường và phương án tổ chức giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn. Cao tốc bóp làn. Cao tốc Cam Lộ, La Sơn vốn chỉ có một làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều. Tuy nhiên, vị trí xảy ra tai nạn được mở rộng ra tới 3 làn xe để đấu nối nút giao với đường chính. Sau khi đi qua nút giao, bề rộng chiều đường được bóp hẹp trở lại từ 3 làn xuống 2 làn và sau cùng là 1 làn. Chính tại vị trí khi mặt đường chỉ còn 1 làn, chiếc ô tô 7 chỗ cố nhoi lên, tạt đầu xe container và gây ra tai nạn liên hoàn. Xem lại camera hành trình, nhiều tài xế cho rằng việc bóp làn đột ngột như vậy khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý. Trong cự ly chưa đến 200m, bề rộng chiều đường bị thu hẹp tới 2 lần. Bóp làn hay thu hẹp bề rộng chiều đường là hiện tượng thường thấy trong thiết kế đường cao tốc. Ví dụ phổ biến nhất là tại các nút giao liên thông, khi có thêm một làn xe từ lối rẽ nhập vào phần đường chính. Các cao tốc hai làn xe như Cam Lộ La Sơn, Yên Bái Lào Cai cũng thường được thiết kế thêm những đoạn mở rộng lên 4 làn xe dài khoảng 1 đến 2 km, cốt để cho xe vượt nhau, sau đó mặt đường lại được thu hẹp lại như cũ. Liệu thiết kế bóp làn có phải là tác nhân gây mất an toàn khi lưu thông trên cao tốc? Câu hỏi này sẽ phải chờ đơn vị quản lý vận hành tuyến đường có những rà soát, đánh giá tổng thể. Tuy nhiên, dù mặt đường bị thu hẹp lại vì lý do gì, đó vẫn là tình huống mà các tài xế phải lưu thông cẩn trọng. Thay vì tăng tốc và vượt ẩu, tài xế phải chú ý quan sát để có phương án chuyển làn an toàn. Cần xem lại thiết kế. Việc mở rộng rồi lại thu hẹp làn đường là giải pháp bất đắc dĩ của với những tuyến cao tốc hai làn xe. Tuy nhiên, bóp làn thế nào để đảm bảo an toàn là trách nhiệm của người thiết kế đường và tổ chức giao thông. Qua ghi nhận trên đoạn cao tốc Yên Bái, Lào Cai, tình trạng bóp làn cũng có, nhưng cách tổ chức giao thông khác biệt với tuyến Cam Lộ La Sơn. Cụ thể, tại vị trí chiều đường chuyển từ 2 làn về 1 làn, làn đường sát giải phân cách giữa sẽ được bóp lại. Phương tiện đi sát giải phân cách giữa bắt buộc chuyển làn sang bên phải, thay vì bắt xe đi bên phải chuyển làn sang trái như tại cao tốc Cam Lộ La Sơn. Tại vị trí hết giải phân cách cứng, một vạch phân cách màu vàng có bề rộng lớn, dài hơn 400m được bố trí. Vạch phân cách này có chức năng giúp việc nhập từ 2 làn về 1 làn đảm bảo an toàn hơn. Trường hợp xe lao nhanh chưa kịp chuyển làn sẽ đè lên vạch vàng thay vì lao ngay sang làn đường ngược chiều. Trả lời phóng viên, lãnh đạo Phòng Quản lý Bảo trì Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Cục Đường bộ cho biết việc rà soát lại phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn chắc chắn sẽ được thực hiện sau vụ tai nạn này. Còn đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cao tốc, khẳng định các biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc đã được thiết kế đầy đủ tại vị trí bóp làn này. Tài xế tuân thủ hiệu lệnh sẽ đảm bảo an toàn khi lưu thông. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận bất cập của cao tốc hai làn xe, không có giải phân cách giữa như tuyến Cam Lộ La Sơn. Trên thực tế, bề rộng nền đường mới chỉ như đường cấp 3 đồng bằng chứ chưa chuẩn cao tốc. Trên cao tốc hai làn xe này, một số đoạn vạch kẻ vàng phân chia chiều đường được vẽ nét đứt để phương tiện vượt nhau khi đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi đường đông,
việc lấn sang làn đường ngược chiều để vượt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bộ Giao thông Vận tải đã giao chúng tôi nghiên cứu, sớm mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn lên 4 làn xe, đại diện đơn vị quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chia sẻ.